Em xin kính chào quý vị cô chú anh chị đang đến với kênh YouTube Tôi Nhật TV hàng Nhật chính hãng. Em là Cảnh. Trước mắt quý vị anh chị là một số cái sản phẩm em có sẵn và một số cái sản phẩm mà em quay tại siêu thị thì em cũng báo giá trong cái video thanh lý này. Đây là một trong những hai con Luckman M8 mà em đã mua cho một anh ở Hà Nội. Trong video này em sẽ báo giá đầy đủ tất cả các cái sản phẩm có ở trong video. Đầu tiên em sẽ báo giá cặp loa Bose 301 Series 2 có giá treo. Cặp loa này được sản xuất tại Mỹ anh chị ạ. Cực kỳ đẹp anh chị nhé. Em quay qua cái ngoại quan bên ngoài cho anh chị xem. Và lát nữa em sẽ mở cái căng cho anh chị nhìn. Cái series của nó là liên tiếp luôn anh chị ạ. Đủ một cặp phải, trái. Cặp này đi đường hàng không về tận nhà cho anh chị có giá là 9.800.000 đồng, bao gồm có giá treo luôn. Đó, cặp Bose 301 Series 2 thì cũng rất là hiếm gặp rồi. Đây em mở cho anh chị xem. Ảnh hình của cặp loa này thì em cũng up ở trên trang Facebook hàng Nhật giảm giá.com cũng như là hai số Zalo, anh chị ghé vào đó để xem thêm anh chị nhé. 9.800.000 đồng đi đường hàng không anh chị ạ. Như anh chị biết thì gần đây em rất là ít gặp cái này rồi, đúng không ạ? Ít gặp lắm anh chị nhé. Ok ạ, tiếp theo đây em sẽ báo giá cho anh chị một cặp cá. Cặp cá côi, một con cá là đen và một con cá vàng. Cặp này em bán giá là 4.800.000 đồng anh chị nhé. 4.800.000 đồng về Việt Nam cho anh chị. Đẹp gần như mới luôn anh chị ạ. Nó còn nguyên cả cái hộp luôn mà. Đó, hiện tại thì em đang có 3 cặp cá như thế này. Nếu mà anh chị nào quan tâm thì có thể là nhắn tin cho em anh chị nhé. Đó, rất đẹp, rất đẹp. Bày ở đâu cũng đẹp luôn. Cá côi. Ở Nhật thì mấy cái con cá này rất nổi tiếng anh chị ạ. Nhìn nó cũng rất là đẹp. Nhìn nó cảm giác yên bình nhỉ. Nó đang bơi. Kích thước thì em nghĩ là tầm khoảng hơn 20 này. Đó, con cá vàng. Con cá mà đen vàng này thì nó dài hơn một chút. Còn đây là một cái thuyền buồm. Cái thuyền buồm này em bán ở Việt Nam có giá là 5 triệu anh chị nhé. Là bằng bạc. Bạc 970. Tức là bạc 97% anh chị ạ. Rất đẹp. Có giá là 5 triệu về Việt Nam cho anh chị. Cũng rất là hiếm gặp anh chị ạ. Lâu lắm rồi mới gặp ấy. Đấy, anh chị có thể quan sát cái này nó có 3 cánh buồm rất là đẹp. Cái này thì anh chị bày ở bàn làm việc này hay là bày ở những chỗ bàn uống nước, một cái tủ trang trí nào đó đều rất là dễ bày, rất là đẹp. Đấy, đấy họ khắc chìm bạc 970. Quá là ok luôn. Tiếp theo đây là tượng nữ gọi là gì nhỉ? Nữ thần Công Lý. Cái tượng này thì như là bằng nhôm anh chị ạ. Cái này em bán 1 triệu anh chị nhá. 1 triệu về tận tay cho anh chị. Cái này thì chúng ta bày ở đâu cũng được. Em thấy nó nhỏ nhỏ, xinh xinh, dễ bày thôi mà. Cái này có lẽ cao chưa đến 20 à? Không. Nếu mà cả tính cả cái tay này chắc là 20 đấy. Nữ thần Công Lý cầm cân nảy mực, đại loại là như thế. Còn đây là một loạt cái bức tranh bằng bạc và bằng đồng khắc mạ vàng anh chị nhá. Mạ vàng, mạ bạc, rất là đẹp. Bức tranh này thì em bán có giá là 5 triệu về Việt Nam cho anh chị. 5 triệu đồng anh chị nhé. Kích thước thì khoảng 40. Và 40 anh chị ạ. Đó. Một cái bức tranh, một đôi hạc rất là đẹp. Còn cái điện thoại cổ này thì em bán có giá là 2 triệu 8 này. 2 triệu 8, long lanh luôn. Cái này em nghĩ là vẫn sử dụng được ấy. Mặc dù bên Nhật họ không kiểm tra, lý do là nó cổ. Còn đây là một cái ví tay dành cho nam, đựng được rất nhiều tài liệu cũng như là điện thoại. Cái này em bán giá là 2.200.000 đồng về tận tay cho anh chị nhé. Made in Japan. Đẹp gần như mới 100% luôn. Đó, những cái này là những cái sản phẩm mà em đi sưu tầm. Em đi lấy hàng cho anh chị, sau đó em thấy những cái nào đẹp thì em lại mua về, sau đó em thanh lý cho anh chị. Với giá vô cùng hợp lý thôi. Rất hợp lý anh chị nhé. Tiếp theo đây là bức tranh bạc Hoa Anh Đào và Núi Phú Sĩ.
thì cái hoa anh đào này màu hoa anh đào luôn anh chị nhé, màu phớt phớt hồng và núi Phú Sĩ phủ tuyết đó, bức tranh silver, cái này là bạc, có cả hộp luôn anh chị ạ, rất đẹp luôn đấy. Cái bức tranh này em gửi về Việt Nam cho anh chị có giá là 3.500.000 đồng, cực kỳ đẹp, 3.500.000 đồng anh chị nhé. Còn đây là một bộ ấm chén vô cùng hiếm gặp. Theo như cái cửa hàng họ bán ra cho em thì họ tra cái hoa văn này được sản xuất những năm 1910 đến năm 1940, made in Japan. Một cái hoa văn vô cùng đặc biệt, nói chung là hiếm, vô cùng hiếm. Anh chị hoàn toàn có thể nhìn cái ảnh này và chúng ta tra trên mạng để xem là nó sản xuất những năm nào. Đây, đáy của nó đây ạ. Một cái thương hiệu rất nổi tiếng là Noritake của Nhật anh chị nhé. Bao gồm có 6 cái chén này, một cái ấm trà này, đấy, và hai cái gọi là cái bình đựng cái gì đó, em không rõ, đường với chè gì đó đúng không ạ. Có cả đĩa đầy đủ luôn. Bộ này em bán ở Việt Nam cho anh chị có giá là 8 triệu, vô cùng hiếm, anh chị hoàn toàn có thể sưu tầm được bộ này anh chị nhé. Tất nhiên là chưa qua sử dụng, hàng cổ, rất rất cổ rồi. Đó, niên đại của nó như thế cơ mà. Hoa văn rất là độc đáo đúng không ạ? Noritake 1910-1940, 8 triệu đồng anh chị nhé. Vô cùng đẹp đúng không ạ? Nó mang cái tính chất sưu tầm rất là cao. Cái này thực ra là không dành cho đại trà đúng không ạ? Anh chị nào mà thực sự thích thì mới mua thôi. Thì hy vọng là sẽ có anh chị sở hữu được cái bộ ấm chén này. Hiện tại thì cái kênh YouTube của em đã được rất nhiều anh chị đăng ký, gần 48.000 anh chị rồi. Và trang Facebook thì đã có 9.300 anh chị. Thì hy vọng là anh chị sẽ ghé trang Facebook của em để chúng ta tương tác ở trên Facebook nữa. Đó là trang Facebook Hàng Nhật Giản Bà.com anh chị nhé. Rất là may mắn là em mua được cái bộ này, nó còn nguyên cả đĩa rồi các thứ đầy đủ, nghĩa là tròn một bộ luôn. Còn đây là một cái đồ trang trí, cái này nó cao xấp xỉ 70 cm anh chị ạ. Em bán có giá là 3.500.000 đồng về tận tay cho anh chị. Nếu mà anh chị nhìn thấy cái này thì thực sự là nhìn ở ngoài nó rất là đẹp và độc đáo. Tiếp đây là một cái cặp bình, cặp bình này em gửi Việt Nam cho anh chị có giá là 2 triệu anh chị nhé. Thì lâu lâu em lại mua được một cặp, thường là chúng ta bày một cặp thì nó sẽ xinh hơn đúng không ạ. Và đây là một cặp có giá là 2 triệu. Cái nước men mực này là men cổ anh chị nhé, men dạng, rất là đẹp. Chúng ta có thể sưu tầm được cái cặp bình này với giá rất là hợp lý, có 2 triệu đồng thôi anh chị ạ. Dưới đáy là mộc anh chị nhé, mộc. Tiếp đây là một cái lọ hoa. Lọ hoa này thì rất là nhiều hoa văn, cũng khá là to anh chị ạ, có giá là 2.300.000 đồng về tận tay cho anh chị. Lát nữa em sẽ báo giá cả đồng hồ đeo tay nữa anh chị nhé. Rất nhiều đồng hồ đeo tay luôn. Đây một cái lọ hoa rất là nhiều hoa văn đẹp. Thực sự là nhìn chi tiết, quay gần vào cái hoa này thì anh chị sẽ thấy nó đẹp lắm anh chị nhé. Có giá là 2 triệu về tận nhà cho anh chị. Con chim này cũng đẹp luôn này. Đấy. Tất cả các cái hoa văn ở trên cái lọ hoa này nó đều rất là nổi bật. 2 triệu đồng anh chị nhé. 2 triệu đồng về tận nhà cho anh chị. Đấy, em quay gần một chút cho anh chị xem. Vô cùng đẹp đúng không ạ? Một cái lọ hoa khác nữa, cái lọ này thì có giá về Việt Nam cho anh chị là 1.800.000 đồng anh chị nhé. 1.800.000 đồng. Nói chung là cái cảm nhận đẹp hay là không đẹp thì là do mỗi người, nhưng mà về cơ bản là em nhìn thấy những cái này rất là xinh, rất là đẹp. Tiếp đây là một cái lọ hoa có giá là 2.200.000 đồng. 2.200.000 đồng. Có con công này và cái hoa gì đó mà em không rõ. Màu nó rất là tươi và đẹp. Các anh các chị chắc là thích cái kiểu như thế này này. Em nghĩ là như thế. 2.200.000 đồng. Một cặp bình. Cặp bình này thì em bán giá là 3.900.000 anh chị nhá. Cả một cặp này có giá là 3.900.000 đồng. Hoa to không ạ? Hoa này không biết là hoa gì luôn, nhưng mà nó đẹp lắm anh chị nhá. Nó to, nó chiếm gần như là hết cái tiết diện của bình luôn.
rất đẹp. Một cặp đầy đủ của 3 triệu 9 thôi. Một cái đài Sony. Cái đài này bắt được tần số FM 108. Thì ở Việt Nam chúng ta có thể nghe được cái sóng FM hay nhất đúng không ạ? 96 và 108 là thoải mái rồi. Cái đài này em bán có giá là 2 triệu 300 nghìn đồng anh chị nhé. Anh chị về mua pin để lắp vào thôi. Còn nếu mà anh chị có dây thì anh chị kết nối vào thì nó cũng chạy được. Dùng dây hoặc là dùng pin đều thoải mái anh chị nhé. Made in Japan. Đẹp thì gần như mới rồi. Không phải chê được cái này rồi. Mặc dù là cổ nhưng mà nó là gần như mới luôn. Đây là một cái hộp đồng hồ. Nó đựng được hai cái đồng hồ. Thì cái này em bán có giá là 2 triệu 800 nghìn đồng về tận nhà cho anh chị. Đẹp cũng gần như mới luôn. Bên ngoài là bọc meca rất là đẹp. Cái hộp này thì em nghĩ là một cái hộp mà chúng ta chơi được. Nói chung là hợp lý với cái giá em đưa ra. Em thấy nó rất là đẹp. 2 triệu 800 nghìn đồng anh chị nhé. Anh chị nào có hai cái đồng hồ giá trị thì cho vào đó. Rất là ok. Hộp này thì đắt hơn một chút. Hộp này có giá là 4 triệu anh chị nhé. Tổng sẽ đựng được 5 cái đồng hồ. Chứa được 5 cái đồng hồ. Ở phía trên là 3 cái và phía dưới là 2 cái. Thì cái thành của nó làm bằng gỗ rất là đẹp. Đây. Hộp vô cùng đẹp luôn. Đang hoạt động hoàn hảo anh chị nhé. Thiết kế cũng rất là độc đáo. Mở ra phía dưới và mở ra phía trên. Khá là đẹp đúng không ạ? Không phải khá đẹp mà em thấy cái này thiết kế đẹp. Màu cũng rất là tươi. Màu vàng vàng rất là đẹp. Bóng loáng luôn. 4 triệu anh chị ạ. Cái này thì em nghĩ là về chúng ta cắm vào điện nào cũng được. Điện ở Việt Nam ok anh chị nhé. Vì nó qua cái đổi nguồn thành dòng điện một chiều rồi. Từ xoay chiều thành một chiều. Cái đèn này thì em gửi ở Việt Nam cho anh chị có giá là 3 triệu 500 nghìn đồng. Cái này thiết kế của Mỹ. Nếu mà anh chị tra theo cái thông số của cái đèn này ở trên mạng thì sẽ ra được ở trên mạng là sản xuất tại Mỹ. Và thuộc cái thế hệ đèn cổ rồi. Nó có hai cái bóng. Một cái bóng phụ chạy đốt dầu. Em sẽ cho dầu và em đốt thử cho anh chị xem nhé. Đấy, cái này em vặn cái mức nhỏ nhất. Nhìn nó rất là đẹp. Em không biết ở Việt Nam thì đốt sẽ như thế nào. Nhưng mà cái dầu ở bên Nhật thì em đốt, cái bóng nó không hề bị đen một chút nào luôn. Không bị ám muội. Rất là đẹp. 3 triệu 500 nghìn đồng. Đây em mở cho anh chị xem. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Đèn dầu. Anh chị mua một cái này là ok rồi. Có hai cái sẽ đẹp hơn. Nhưng mà có một cái là rất ok rồi. Tiếp theo đây là những cái sản phẩm mô hình ô tô. Cái này sản xuất ở Italia anh chị nhé. Italia, Lamborghini này, Porsche này. Đấy. Đây là Porsche. Rất đẹp. Như cái Porsche này em bán ở Việt Nam cho anh chị có giá là 1 triệu 9 này. Anh chị nào mà lấy cả 3 con thì 1 triệu rưỡi. Cả 3 con là 1 triệu rưỡi một con anh chị nhé. Còn đâu anh chị lấy lẻ thì con trắng là 1 triệu 9 này. Con đỏ này là 1 triệu 6 này. Đấy, còn con xanh kia là 1 triệu 4. Tùy anh chị. Italia đấy ạ. Ba cái xe mô hình. Anh chị mua về để bày thì cũng rất ok. Đấy. Jaguar. Jaguar này. Lamborghini này. Còn đây là bức tranh em treo lên cho anh chị xem. Rất đẹp đúng không ạ? Hai con hạc. Đúng hai con hạc đúng không ạ? Vô cùng đẹp luôn. Đó. Tiếp theo em quay một cái đồng hồ. Cái đồng hồ này là made in Japan. Và cái kim này là kim trôi. Rất rất đẹp anh chị ạ. Phải nói là vô cùng đẹp luôn cái đồng hồ này. Nó còn là sáng bóng luôn. Các cái lớp mạ vàng. Cũng như là những cái viên pha lê ở trong này. Vô cùng đẹp. Cái đồng hồ này em bán ở Việt Nam cho anh chị có giá là 3 triệu đồng anh chị nhé. Kim trôi, mặt số học trò, made in Japan. Và hãng này là hãng Rick Team. Nếu mà anh chị tìm hiểu thì hãng Rick Team này nó chuyên sản xuất những cái đồ liên quan đến đồng hồ. Nhưng mà nó phải có pha lê anh chị ạ. Đấy, kiểu nó như thế. Rick Team. Đấy anh chị nhìn thấy không, bốn cái chân này cũng đều được làm bằng nhôm và mạ vàng rất là đẹp.
nhôm hoặc đồng mạ vàng gì đó anh chị nhé. Em mở phía đáy cho anh chị xem, ở bên trong anh chị nhìn trực tiếp cái những cái viên pha lê đá ở trong nhìn rất là đẹp nhé. Đây ạ. Đang quay bình thường. Đấy. Quá là ok luôn đúng không ạ? Có giá 3 triệu anh chị ạ. Đúng 3 triệu về tận nhà cho anh chị. Cực kỳ chắc chắn và cực kỳ đẹp. Bây giờ em sẽ quay đến đồng hồ đeo tay anh chị nhé. Đây là những cái sản phẩm đồng hồ mà em có sẵn. Có cả máy pin này, máy cơ. Đầu tiên em quay Zippo trước đi. Cái Zippo này thì chưa qua sử dụng. Em bán giá là 1 triệu đồng về tận tay cho anh chị. 1 triệu đồng anh chị nhé. Cái này là chém cạnh. Thì chém cạnh nhiều anh chị ở Việt Nam rất là thích. Chém cạnh nó có cái gì đó nó khác với những cái Zippo khác. Nhìn nó có một cái điểm nhấn đúng không ạ? Đẹp. Chưa qua sử dụng. 2016 anh chị nhé. Và cái hộp thì nó cũng khác với cái hộp thông thường. Nói chung là đáng để chúng ta chơi. 1 triệu đồng anh chị nhé. Rất đẹp. Không lỗi lầm đúng không ạ? Đây hộp đấy ạ. Rất đẹp. Ok, đây là một cái radio cổ. Cái radio này thì chưa qua sử dụng. Còn nguyên siêu luôn. Không có hộp anh chị nhé. Máy cơ tự động. Nó nằm trong cái bộ sưu tập radio Diostar đúng không ạ? Cái bộ này thì rất là đẹp và vô cùng hiếm rồi. Cái này thì chỉ có giá 6 triệu 500 nghìn đồng thôi anh chị nhé. 6 triệu 500 nghìn đồng về tận nhà cho anh chị. Anh chị nào quan tâm thì có thể chụp lại màn hình và gửi vào hai số Zalo hoặc là trang Facebook hàng nhật giảm giá.com giúp cho em. Em sẽ gửi về Việt Nam cho anh chị. Đây là phía sau này. Đó, cái này là dùng gen anh chị nhé, chứ không phải là lắp đậy bình thường. Nói chung nó rất là kín. Lịch ngày thì ở góc 6 giờ. Mặt rất là đẹp. Em sẽ quay kỹ một chút để cho chị thấy là nó rất là đẹp. Có 6 triệu 500 nghìn đồng thôi anh chị ạ. Đấy cái thành này, nó dập cái chữ radio chìm này. Nó ở bên trái đấy. Đây gọi là radio quả trứng. Nói chung cũng là một cái radio đáng để chúng ta sưu tầm lắm anh chị nhé. Cái này cái người chủ họ sưu tầm rất là nhiều. Hôm đó họ bán đi là mấy cái màu vàng này. Và mấy cái màu như thế này, có cả màu đen nữa. Mà màu vàng thì em bán hết rồi, chỉ có một cái này thôi. 6 triệu 500 nghìn đồng. Mấy cái màu vàng đợt trước em bán giá là 9 triệu này, với cả 9 triệu rưỡi cơ. Tiếp đây là một cái Longines. Cái Longines này là máy pin. Và cái dây này thì em đã thay mới 100% cho anh chị. Mới 100%, riêng cái dây này đã có giá là 1 triệu rưỡi rồi anh chị ạ. Nó Longines. Dây xịn luôn anh chị nhá. Dây da xịn ấy. Và cái này em bán ở Việt Nam cho anh chị có giá là 5 triệu 8 anh chị nhá. Longines. Rất là mỏng. Có lịch luôn. Rất rất ok. 5 triệu 800 nghìn đồng. Khi em mua cái đồng hồ này thì cái dây của nó cũ quá rồi. Nên em bỏ, em mua cái dây khác để em lắp vào. Có giá 5 triệu 8. Cái đồng hồ Canlot này, cái này thì sản xuất ở Nhật, Made in Japan. Kính sapphire. Có về Việt Nam có giá là 1 triệu 2 thôi anh chị nhé. Cái này đợt trước em quay video trước nhưng mà chưa anh chị nào lấy. Thực ra là cái này nếu mà anh chị mua cho các cái con của anh chị ấy đang học thanh niên hoặc cái gì đó thì rất là thích cái này. Đeo thực sự nó rất là đẹp. Nó đơn giản thôi. Còn cái này có giá là 2 triệu anh chị nhé. Của Thụy Sĩ. Sima anh chị ạ. Của Thụy Sĩ. Cái đồng hồ Canlot vừa nãy là em bán gọi là siêu phá giá thôi. 1 triệu 2. Em nghĩ là cái đấy anh chị có thể chốt thật là nhanh được. Gần như là vừa bán vừa tặng anh chị ạ. Đấy, còn cái này thì là 2 triệu này. Cũng rất là xinh, vô cùng đẹp. Cái này nam tay nhỏ một chút, nữ tay lớn, đeo ok. Một cái kính. Kính này thì màu như anh chị quan sát. Màu kiểu màu cánh gián này. Có giá là 2 triệu 900.000 đồng anh chị nhá. Đeo cái này nó rất là ôm mặt luôn. Đây em quay thông số ở gọng cho anh chị. Cái bề rộng của gọng nó là 14.
còn rất là đẹp, nguyên cả hộp luôn anh chị nhá, có giá 2.900.000 thôi. Ok ạ, tiếp theo em sẽ quay đến đồng hồ. Đây là những cái sản phẩm đồng hồ mới 100%, mới 100% anh chị nhá. Đây là Sun Moon này. Sun Moon này có kích thước là 42, em bán giá là 7 triệu anh chị ạ, 7 triệu Made in Japan, kính sapphire nguyên khối. Thực ra cái này ở Việt Nam có lẽ là bây giờ cũng tầm khoảng 9 triệu gì đó anh chị ạ. Mới nguyên anh chị nhé, nhưng mà em bán chỉ có 7 triệu thôi. Automatic, Made in Japan. Anh chị có thể mua cái này để trải nghiệm, nó rất ok đấy. Quá là rẻ luôn, không thể tưởng tượng quá rẻ như thế này. Quay kỹ một chút cho anh chị nhìn. Đó, mới mà có như thế thôi. Đây, tiếp theo cũng là cái Citizen mới, cũng sapphire nguyên khối anh chị nhé. Quá là đẹp, tuyệt vời luôn đúng không ạ? Cái này họ cũng đang sale rất là sâu. Hôm nọ còn sale ít, hôm nay nó còn sale nhiều nữa anh chị ạ. Cũng có giá là 7 triệu anh chị nhé, 7 triệu về tận nhà cho anh chị. Dây dummy rất đẹp, 3 sợi chỉ đúng không ạ? Cũng có giá là 7 triệu. Đó, đây giá gốc tại Nhật đây, khoảng 10 triệu anh chị ạ. Thế mà về đến tận tay cho anh chị chỉ có 7 triệu thôi. Quá là hợp lý luôn đúng không ạ? Còn những cái đồng hồ SK mặt lửa thì bây giờ bản nó gần như là hết rồi. Sản xuất tại Nhật là gần như là hết rồi anh chị ạ, không có nữa. Và em bán giá là 5 triệu 8 anh chị nhé. Hiện tại em còn 2 cái. Đây là một cái đồng hồ Armani. Cái thương hiệu Empro Armani thì quá nổi tiếng rồi. Và cái đồng hồ này thì được sản xuất tại Thụy Sĩ, Made in Sweden anh chị nhá. Cái này giá mới của nó khi mà nhà sản xuất ra là tính ra tiền Việt Nam thì khoảng 20 triệu anh chị nhá. 20 triệu hơn một chút. Máy cơ tự động và lộ cơ ở góc 12 giờ nhìn rất là ấn tượng luôn. Đấy, cái này anh chị tay anh chị khoảng 17 trở lên đeo thì rất đẹp. 17 trở lên anh chị nhá. Nếu mà tay anh chị tầm như tay em khoảng 16,5 thì đeo nó bình thường. Nhưng mà phải 17 trở lên thì em nghĩ là quá ok. Cái này thì cái độ mới của nó là trên 90%. Phía sau đây cũng lộ cơ. Giá gốc 20 triệu. Và bây giờ em bán Việt Nam cho anh chị có giá là 9 triệu 500 nghìn đồng. 9 triệu 500 nghìn đồng anh chị nhé. Có nghĩa là cái giá của nó đến tầm 50% rồi. Và còn vô cùng đẹp. 9 triệu 500. Còn đầy đủ cả hộp. Đấy, nói chung là mọi thứ. Độ mới thì rất mới. Máy cơ tự động. Cái này thực sự là quay thì nó hơi khó phản ánh được hết cái mặt của nó. Nhưng mà lý do là vì cái mặt bên trong của nó anh chị, nó cứ kiểu tu ấy, cho nên là quay lên nó sẽ bị phản ánh sáng, nhìn nó hơi khó. Nhưng mà thực tế nhìn bằng mắt thường thì rất là đẹp. Cái dạng là đồng hồ, gọi là đồng hồ tăng đúng không ạ? Đấy anh chị nhìn nó, máy cơ nó đẹp vô cùng luôn. Cái này thì có giá 4 triệu rưỡi này anh chị, bản nội địa. Kiểu như cái đồng hồ day date ấy, đúng không ạ? Made in Japan. Cái này hôm nọ em mua cũng hết, mới có lại anh chị ạ. Mới sale lại. Còn hôm nọ họ tăng giá lên. Lý do là hết một cái, thế là họ không dám giảm nữa. Chỉ còn vài cái thì không dám giảm, nhưng mà khi họ sản xuất thêm thì họ lại giảm. Đấy. Made in Japan, có giá là 5 triệu 8. Hiện tại em đang có 2 cái thôi anh chị nhé. Hôm nọ có 1 cái nhưng mà lại mua thêm được. Bây giờ là mua kiểu lắt nhắt, thỉnh thoảng mua được 1 cái anh chị ạ. Đó. Tiếp theo đây là cái bật lửa Dupont. Cái này còn rất ok. Đây, giá tại Nhật đây anh chị, 44.000 yên. Đẹp vô cùng luôn. Bật lửa cho anh chị xem cái này. Em bật lửa đầu video đấy anh chị, bật phát ăn ngay. Bật quá là ok đấy, kinh không ạ? Giờ em cảm ơn mọi người đã xem video của em. Anh chị nào quan tâm đến sản phẩm nào ở trong video thì chụp lại màn hình, sau đó gửi vào hai số Zalo hoặc là trang Facebook giúp cho em nhé. À đây, em báo nốt cái này. Cái này là cái đồng hồ, cái Zippo bạc đúng không ạ? Sterling. Cái giá họ đưa ra ở đây cũng khá là hợp lý này. Nó là một khối bạc anh chị nhé. Sterling. Cũng qua sử dụng rồi. Còn nguyên cả hộp, cả vỏ hộp luôn.